Hướng dẫn khách hàng cuối sử dụng hệ thống dịch vụ hợp đồng điện tử. 1. Khách hàng đăng nhập vào link ký mà hệ thống gửi về cho bên nhận hợp đồng thông qua email hoặc SMS. Bước 1. Truy cập vào link đăng nhập. Bước 2. Xác thực CAPTCHA tại link truy cập. 2. Xác minh thông tin chủ thể, áp dụng với khách hàng cá nhân. 3. Chọn phương thức ký. Cách 1. Ký bằng USB token. Tại trường loại phương thức ký chọn USB token. Chọn tải lên từ USB token. Hiển thị thông tin chứng thư số đã chọn. Đọc thông tin điều khoản sử dụng và tích vào checkbox tôi đã đọc. Sau đó nhấn lưu. Sau khi thêm thành công, chứng thư số sẽ được thêm vào phần danh sách phương thức ký. Cách 2. Đăng ký phương thức ký SIM CA. Tại trường loại phương thức ký chọn SIM CA. Nhập số điện thoại chứa chứng thư số cần đăng ký. Nhấn lấy danh sách chứng thư số. Tích chọn chứng thư số cần đăng ký trong danh sách. Đọc thông tin điều khoản sử dụng và tích chọn tôi đã đọc. Nhấn lưu để thêm mới. Sau khi thêm thành công, chứng thư số sẽ được thêm vào phần danh sách phương thức ký. Cách 3. Đăng ký phương thức ký OTP áp dụng cho khách hàng cá nhân. Tại trường loại phương thức ký chọn OTP. Hệ thống tự động điền số điện thoại, xác minh chủ thể của bên nhận. Đọc thông tin điều khoản sử dụng, tích chọn tôi đã đọc, sau đó click lưu. Sau khi ấn lưu, phương thức ký OTP sẽ thêm vào phần danh sách phương thức ký. Cách 4. Đăng ký phương thức ký MySign. Tại trường loại phương thức ký chọn ký số từ xa. Tại trường nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp, dịch vụ ký số từ xa mà Viettel đã tích hợp. Tại trường tài khoản, nhập tài khoản MySign. Thực hiện click lấy danh sách chứng thư số để lựa chọn ký. Đọc thông tin điều khoản sử dụng và tích chọn tôi đã đọc. Sau đó click lưu và ấn tiếp theo. 4. Chọn ảnh ký. Chọn ảnh mặc định của hệ thống. Chọn tải ảnh mới lên, bên nhận thực hiện tải ảnh chữ ký của cá nhân hoặc tổ chức lên trên hệ thống. Chọn vẽ chữ ký, bên nhận thực hiện vẽ chữ ký của cá nhân hoặc tổ chức lên hệ thống. Sau khi chọn ảnh chữ ký xong, bên nhận xem vị trí ký hợp đồng dựa trên ảnh chữ ký vừa lựa chọn. 5. Ký hợp đồng. Bên nhận thực hiện ký hợp đồng theo các phương thức ký đã lựa chọn ban đầu tại mục 3. Nếu lựa chọn ký bằng SIM CA, bên nhận thực hiện vào điện thoại để xác nhận. Nếu lựa chọn ký bằng USB token, thực hiện nhập mật khẩu USB để ký. Nếu lựa chọn ký bằng ký số từ xa, thực hiện truy cập vào app MyGai để xác nhận ký. Nếu lựa ký bằng OTP, nhập mã OTP lên hệ thống để xác nhận. Hệ thống hợp đồng điện tử sẽ gửi thông báo trạng thái hoàn thành của hợp đồng về cho quý khách. Quý khách có thể truy cập vào đường link để xem chi tiết hợp đồng.